Các bạn thấy máy xúc nhỏ kìa, nó trèo tít lên trên cái núi luôn kìa. Đó. Nhỏ bé tí. Con đấy là xúc màu xanh, nhưng nó lại được nó lắp bánh xích. Con này có thể là lắp bánh xích hoặc là lắp bánh hơi được mọi người ạ. Bánh xích, bánh hơi đều lắp được nha. Ở trên kia nó sạt, các bạn thấy không? Rất nguy hiểm nhé. Nó sạt kìa, đó. Cái đấy là mưa nhiều mà cuốc mà cái hũng kìa, các bạn thấy kìa, cái hũng kìa. Nó cuốc moi á, moi mà cái đấy mà đất mà nó không cứng cái là sạt đè vào cái máy xúc nhỏ kia luôn ấy. Rất nguy hiểm. Nhìn có vẻ tranh vênh mọi người ha. Rồi bye bye mọi người nha. Mình thấy cái máy xúc này nó nguy hiểm quá. Mình quay lại cho các bạn coi. Bye bye và hẹn gặp lại video tiếp theo.